Xin chào mọi người, chào mừng đã đến với Làm Mẹ Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về 7 tư thế ngồi cấm kỵ mẹ bầu chúng ta tuyệt đối phải tránh, và cũng như là đâu là cái tư thế tốt cho mẹ chúng ta ngồi trong 3 tháng đầu mang thai, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh giúp mình và cùng theo dõi những chia sẻ này nhé. Như chúng ta đã đều biết là khi mang bầu không chỉ là cái vấn đề về sức khỏe dinh dưỡng, ăn uống, rồi tất cả những cái mọi sinh hoạt hàng ngày của mẹ chúng ta cần phải lưu tâm, ngay cả chuyện chúng ta đi lại, đứng ngồi hay là nằm ngủ. Phụ nữ mang thai thì không nên đi lại quá nhiều trong thai kỳ này, không vận động mạnh, hạn chế leo trèo cầu thang, không nên đứng quá lâu một chỗ mà chúng ta nên nằm ngủ nghiêng vào bên trái thì nó sẽ tốt hơn. Còn với những cái động tác mà tư thế chúng ta ngồi ấy, cũng có những cái kiêng kỵ, cũng có những cái nguyên tắc nhất định. Trước hết các mẹ bầu chúng ta cần nắm được những tư thế ngồi chúng ta tuyệt đối phải tránh trong cả thai kỳ nhé. Thứ nhất đó chính là tư thế ngồi xổm. Ngồi xổm thì rất nhiều mẹ bầu chúng ta có cái thói quen này, ví dụ như là ngồi xổm để nhặt rau này, nấu cơm, giặt giũ, nấu đồ ăn, giặt quần áo, rồi rửa chén bát đấy, ngồi xổm. Nếu thực sự chúng ta phải ngồi cái kiểu này để làm những cái công việc, những cái hành động như này thì các mẹ chúng ta nhớ là phải sử dụng ghế ngồi cho chắc chắn nhé, chứ tuyệt đối là chúng ta không ngồi xổm vô tư thoải mái được, nhất là khi bụng bầu chúng ta to lên này và phần dưới của cơ thể và cột sống nó sẽ chịu áp lực, chịu những cái áp lực rất là lớn từ cái bụng bầu to, từ thai nhi trong bụng. Mẹ chúng ta ngồi xổm sẽ khiến những cái cơ nó bị kéo căng ra, gây cái hiện tượng là có thể đau nhói này, cái mạch máu ở chân nó có thể bị tắc nghẽn, không thể lưu thông, gây ra tình trạng là suy giãn tĩnh mạch, phù nề và dễ ngã hoặc là dễ ngất xỉu nữa. Đó còn chưa kể là cái tư thế ngồi xổm còn khiến bụng mẹ chúng ta bị co ép này, rất là có hại cho thai nhi, thậm chí là có thể dẫn đến cái hiện tượng là vỡ ối rồi đẻ non nữa. Vì là co ép thì nó sẽ đẩy thai xuống bên dưới, nên tư thế ngồi xổm này ấy, nó sẽ được cái khuyến khích khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn chuyển dạ, sinh đẻ, đi đẻ, bởi vì là nó sẽ giúp khung xương chậu của các mẹ chúng ta nó nở ra và dồn sức ép lên tử cung thì thai dễ ra ngoài hơn. Còn khi chúng ta mới có thai này, thai còn nhỏ, rồi tháng giữa, tháng mà chưa đủ ngày đủ tháng để con ra đời thì tốt nhất là chúng ta hãy kiêng tư thế ngồi xổm. Tư thế thứ hai là ngồi bắt chéo chân, ngồi chéo chân. Chị em phụ nữ chúng ta thường ngồi cái tư thế này với cái tâm tưởng là ngồi rất là duyên này, khép chân lại, thanh lịch rồi là tế nhị. Tuy nhiên khi mà chúng ta đang mang bầu rồi, có bầu rồi thì chúng ta nên chỉnh đốn lại. Lúc này các mẹ chúng ta không cần phải quá để ý đến cái vấn đề là về hình thức phải ngồi đẹp hay ngồi sang, mà chúng ta nên chú ý đến cái tư thế nó an toàn, đương nhiên là vẫn đảm bảo cái sự lịch sự cho mẹ. Rồi chúng ta ngồi bắt chéo chân hay bắt chéo chân thì nó sẽ làm hạn chế cái sự lưu thông máu ở đây, giãn tĩnh mạch, và đặc biệt là những cái mẹ bầu chúng ta bị hiện tượng là phù chân, tư thế này còn khiến máu dồn về chân nhiều hơn, phù nề nặng hơn, chân to và sưng lên, vì thế là chúng ta nên tránh nhé. Tư thế thứ ba mẹ cần tránh đó chính là kiểu ngồi gập người, cúi người về phía trước quá nhiều. Tư thế này là kiểu như chúng ta cúi người, gập người về đằng trước thì nó sẽ vô tình là gây cái áp lực của mẹ lên bụng bầu này và chèn ép thai nhi. Chắc chắn là mẹ bầu chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, em mỏi này, đau nhức, có ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng nữa. Trong cái giai đoạn 3 tháng rưỡi trở đi, thai nhi phát triển to lên này, nếu mà chúng ta ngồi gập bụng thì có thể tạo những cái áp lực mà đè nén lên cơ thể của thai nhi ở trong bụng, có thể gây ra những cái di chứng hay là ảnh hưởng đến sự phát triển các bộ phận trong cơ thể trẻ nữa. Do đó các mẹ chúng ta hãy chú ý kiêng thêm cái kiểu ngồi gập người và đè nén của thai nhi nhé. Thứ tư là kiểu ngồi khoanh chân. Kiểu khoanh chân này thường là kiêng đặc biệt hơn đối với mẹ bầu trong những tháng cuối, 3 tháng cuối thai kỳ. Còn với những mẹ bầu chúng ta mới mang thai này, khi bụng bầu chưa quá to thì chúng ta vẫn có thể ngồi khoanh chân được. Vì nhiều gia đình chúng ta vẫn thường là ngồi xuống chiếu, giải chiếu để chúng ta ăn cơm này, hay các mẹ chúng ta ngồi xuống sàn nhà sinh hoạt. Nguyên nhân chúng ta cần tránh trong giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ cái kiểu khoanh chân là do ở cái tư thế mà chúng ta khoanh chân vào, cái phần chi dưới của mẹ bầu chúng ta sẽ bị chèn ép và lưu lượng máu nó sẽ hạn chế sự lưu thông, dễ bị tắc nghẽn và ảnh hưởng đến những cái dây thần kinh ở đùi này, dễ gây cái hiện tượng phù, đau nhức hay là tê mỏi. Tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn khi mà mẹ chúng ta bụng càng to lên, tức là tháng cuối rồi. Giải pháp cho các mẹ chúng ta
Nếu mà chúng ta bắt buộc phải ngồi xuống sàn nhà hay ngồi xuống chiếu ấy, thì chúng ta nên ngồi duỗi thẳng chân ra thì nó sẽ không quá cái áp lực đè nén lên chi dưới nữa và mẹ chúng ta dễ chịu, thoải mái và an toàn hơn. Kiểu ngồi thứ năm đó chính là kiểu nửa nằm nửa ngồi nửa vời ấy. Đây là cái tư thế kiểu như là tiện lợi này, cũng thoải mái cho mẹ nữa, và thường thấy khi mà chúng ta nghỉ ngơi tại các cái sofa này hay là giường tại nhà mình. Người bình thường thì không sao, tuy nhiên với tư thế của người mang thai thì nó sẽ gây áp lực rất lớn lên cái phần lưng, phần cột sống của mẹ bầu chúng ta, dễ dẫn đến cái hiện tượng là đau mỏi, đau nhức vùng lưng. Do đó các mẹ bầu chúng ta rất là hạn chế cái kiểu nửa nằm nửa ngồi. Vậy nên khi ngồi thì chúng ta ngồi theo cái đúng nghĩa là ngồi, ngồi cho ra ngồi. Còn nằm thì chúng ta hãy nằm toàn bộ cơ thể của mình xuống mặt phẳng, tức là xuống giường chúng ta, để cho nó an toàn và nó thoải mái nhất. Kiểu ngồi thứ 6 mẹ cần chú ý đó chính là kiểu ngồi ngửa người. Ngửa người ấy, tức là ngửa người như này, kiểu như là chúng ta thay vì chúng ta nằm ngửa thì đây là kiểu ngồi ngửa. Ngồi dựa và ngửa về sau thì sẽ giúp các mẹ chúng ta cảm thấy nó cũng sảng khoái và đỡ mỏi hơn, tức thời thôi, nhưng về lâu về dài nó sẽ là không tốt, nhất là những tháng cuối thai kỳ. Đây là một trong những cái tư thế nằm ngồi, vừa nằm vừa ngồi rất là cấm kỵ khi mà chúng ta mang thai. Thứ nhất, phần lưng của các mẹ chúng ta sẽ bị chịu áp lực lớn từ người đổ rồi người quay lại mà, thì sẽ dễ bị cái hiện tượng là đau nhức, đau mỏi lưng này, thai nhi trong bụng nó cũng áp lực theo nữa. Các mẹ chúng ta nằm ngửa thì nằm ngửa hay là ngồi ngửa thì bụng nó sẽ bị căng giãn ra và thai nhi ở trong bụng cũng chịu những cái áp lực theo, rồi ảnh hưởng đến việc truyền dinh dưỡng sang em bé này hay là lưu thông máu, truyền oxy. Thì kiểu ngồi tiếp theo thứ 7 các mẹ cần tránh đó chính là ngồi nửa mông. Mẹ bầu chúng ta cần tránh tuyệt đối cái kiểu ngồi này nhé. Kiểu ngồi này được cho là không chắc chắn và nó không an toàn trong suốt thai kỳ của mình. Ngồi trên ghế này hay trên giường hay là các loại phương tiện ghế ngồi khác, đặc biệt là nó dễ gây cái cảm giác cho các mẹ bầu chúng ta bị thiếu an toàn, dễ té ngã và không ổn định, nên chúng ta cần tuyệt đối tránh. Đó là 7 kiểu ngồi, tư thế ngồi các mẹ bầu chúng ta cần lưu ý để không phạm phải trong thai kỳ của mình. Tư thế ngồi chuẩn nhất cho các mẹ bầu là gì? Với 3 tháng đầu ấy, khi mà thai nhi còn nhỏ này, bụng chưa to thì sẽ ít những cái áp lực lên bụng của mẹ, nhưng đây lại là cái thời điểm rất là nhạy cảm, dễ có hiện tượng động thai là sảy thai, nên khi mà các mẹ chúng ta ngồi thì vẫn cần rất là chú ý, nhẹ nhàng, chắc chắn và nên ngồi bằng ghế có lưng tựa và ngồi thẳng lưng lên. Chú ý khi mà chúng ta chuyển đổi tư thế từ đứng xuống ngồi, từ ngồi lên đứng thì chúng ta cần phải từ từ, không di chuyển nhanh, không đột ngột. Đến 3 tháng giữa thì thai nhi cũng dần lớn lên rồi, nhưng vẫn ở cái mức chưa quá nặng nề. Mẹ bầu chúng ta khi ngồi thì vẫn lưu ý là chậm rãi, an toàn. Hai chân của mẹ thì chúng ta nên để mở vừa phải, không quá khép chân, kiểu như hai chân nó song song vừa phải với nhau là được. Còn bước vào tam tháng nguyệt thứ 3, 3 tháng cuối, chiếc bụng bầu của các mẹ chúng ta nó sẽ trở nên tròn hơn, nặng hơn và áp lực hơn. Do đó khi mà chúng ta ngồi ghế, mẹ bầu cần nên ngồi thẳng và có tựa lưng nhé. Và tay của chúng ta nên bám vào cái chỗ vịn sao cho nó chắc chắn và an toàn. Và khi các mẹ chúng ta ngồi xuống ấy, thì từ từ một tay chúng ta đỡ bụng bầu to của mình. Và khi chúng ta ngồi dậy cũng vậy, khi ngồi dậy thì một tay đỡ bụng, một tay có thể là với vịn vào cái gì đó chắc chắn để chúng ta đứng lên. Khi ngồi bất cứ loại ghế hay chỗ nào, mẹ bầu chúng ta cũng cần ngồi vào phần trong cùng của ghế nhé, để kiểu như là không ngồi kiểu nửa vời nửa mông để dễ bị té ngã nguy hiểm. Ở nhà hay là chúng ta ngồi trên giường ấy, các mẹ có thể sử dụng thêm một số những cái vật dụng khác, ví dụ như là gối ôm này, hay là cái đệm hay là chăn gối để chúng ta chèn xung quanh, như là ôm để cho mẹ cũng để nâng đỡ cơ thể mẹ và bụng bầu của mình, thì giúp chúng ta dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thôi, chúc các mẹ chúng ta có một thai kỳ thật là khỏe mạnh và an toàn nhé.